Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi xin trình bày về cái nguyên tắc xử trí cấp cứu chấn thương mặt các bạn. Thì khi mà chúng ta cấp cứu cái phần mà chấn thương hàm mặt á, thì chúng ta cấp cứu theo cái thứ tự ABC ha. Thì A là airway, tức là đường thở. Bệnh nhân chấn thương mặt sẽ có nguy cơ ngạt thở do những cái lý do sau. Thứ nhất là máu chảy vào đường thở. Thứ hai là dị vật như là thức ăn, răng giả, răng gãy, xương gãy lọt vào đường thở. Thứ ba là phù nề, tụ máu sàn miệng đẩy phồng đáy lưỡi lên. Thứ tư là tụt lưỡi ra sau do vỡ xương hàm dưới, khối xương mặt vỡ bị đẩy lùi ra sau thành sau họng và đáy lưỡi. Thì để đảm bảo làm thông đường thở thì thầy thuốc chúng ta phải làm gì? Thứ nhất là chúng ta phải hút sạch máu và các chất tiết ở mũi họng. Thứ hai là dùng ngón tay trỏ cho vào họng để móc thức ăn hoặc răng giả trong họng ra. Thứ ba là khâu kéo lưỡi ra trước hoặc đặt tiếp Mayer. Thứ tư là đặt nội khí quản hoặc mở khí quản cấp cứu trong trường hợp khó thở, bệnh nhân có rối loạn tri giác các bạn. Về theo thứ tự ABC thì tiếp theo là B. B là bleeding, là chảy máu. Thì thứ nhất là thường chảy máu từ hệ thống động mạch bướm khẩu cái hoặc động mạch sàn. Thứ hai là đôi khi chảy máu từ ổ gãy xương vùng mặt, nhất là trong gãy xương hàm dưới, gãy lê pho. Thì lê pho thì nó có kiểu gãy lê pho 1, 2, 3 các bạn. Thứ ba là chảy máu từ các mạch máu ở nền sọ trong trường hợp vỡ sàn sọ. Thì đối với phần mà cấp cứu theo thứ tự ABC, phần B này chúng ta sẽ xử trí chảy máu như thế nào? Thứ nhất là chúng ta nhét bắt mũi trước hoặc mũi sau để cầm máu. Thứ hai là cột chỉ thép để cố định tạm ổ xương gãy hàm dưới, cố định hai hàm giúp hai mặt gãy áp sát vào nhau. Thứ ba là băng ép bằng băng thun cầm đầu trong trường hợp vỡ toát xương vùng mặt. Thứ tư là bù máu và các dung dịch cao phân tử, dung dịch điện giải trong trường hợp có tụt huyết áp. Phần cấp cứu ABC thì tiếp theo là chúng ta sẽ cấp cứu phần C, cervical pain. Thì phần C đó là chấn thương cột sống cổ, sọ não. Thứ nhất là bệnh nhân cần phải nghi ngờ có chấn thương cột sống cổ và đặt nẹp cổ cho đến khi có bằng chứng trên phim X quang cổ niên. Thứ hai là CT não giúp loại trừ chấn thương sọ não. Cuối cùng là khám toàn diện để phát hiện và phân loại các tổn thương vùng mặt và các tổn thương khác. Thì tôi vừa trình bày xong cái phần cấp cứu chấn thương vùng mặt. Thì chúng ta theo nguyên tắc là chúng ta sẽ cấp cứu theo thứ tự ABC ha các bạn. Thôi tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.